Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 11 giờ hơn buổi sáng của ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022 Ngày hôm nay thì như dự đoán của tôi thì Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn có thể nói rằng là rất ngọt Rất ngọt, ngọt ở mấy điểm à, Thứ nhất là tuyên bố thẳng thừng đối với cái thánh tội phạm cái thứ hai là vấn đề liên quan tới hộ chiếu thì Đều có những cái giải pháp ngắn hạn và dài hạn Và nhận trách nhiệm về cái việc này Có gì đâu mà ngại ạ à? Sai thì sửa Bác Hồ cũng đã dạy thế rồi à, Sai thì tích cực sửa chữa Không ai trách cứ gì cái việc sai cả Cái vấn đề rằng là Không nên trong cái việc là Là cố để cho mình đúng vân vân Đó Thì uh, cái việc này là tôi nghĩ rằng là rất là ổn Rất là ổn Và nó không trở thành một cái vấn đề gì uh, Gọi là khó khăn cả Và có các bác như thế Đó Cho nên ấy là có những cái uh, câu trả lời và có những cái mà có thể nói rằng là không ngại ngần khi mà thẳng thắn uh, trước quốc hội thì trước trước cái buổi họp này thì chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã nhắn rằng là các đại biểu cứ hỏi thẳng thắn uh, hỏi ngắn gọn uh, nhưng thẳng thắn vào thẳng vấn đề và các bộ trưởng cũng trả lời thẳng thắn vào vấn đề thì tôi nghĩ rằng là cũng khá là ok trong bài phản vấn nhưng mà có một cái tin nó thế này đó chính là cái việc mà gọi là mình phải dùng một cái từ nó hỏi rằng là chấn động à, chấn động bởi vì là báo cáo với các bác 30 triệu dữ liệu của người Việt đã bị lộ và Bộ trưởng cũng đã trả lời rằng là đang điều tra cái kẻ này và cái việc dữ liệu này bắt nguồn từ đâu từ Bộ Giáo dục nhưng trước hết ý, thì nhiều người có thể nói rằng là tại sao nói ông Tô Lâm nhận trách nhiệm thì đây là cái tiêu đề bài báo đó chính là Bộ trưởng Bộ Công an nhận trách nhiệm về cái hộ chiếu mới này đó và thông tin hộ chiếu mới này thì đã bị lu mờ xin thưa với các bác đúng không ạ mờ bởi một cái thông tin thế này đó là điều tra cái vụ án giao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân từ nguồn bộ giáo dục trước hết chúng ta hãy vào một cái thông tin như sau là vân vân khẳng định là việc cấp hộ chiếu mới thì đúng theo quy định của một xuất cảnh của công dân Việt Nam nhưng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì vẫn nhận trách nhiệm trước Quốc hội đó và việc nhận trách nhiệm này thì tôi nghĩ rằng là việc rất là hoàn toàn bình thường chúng ta làm thì đúng theo luật nhưng mà luật thì nó có nhiều luật luật của Việt Nam luật của quốc tế và chúng ta phải làm thế nào để cho hộ chiếu của chúng ta là thuận tiện nhất cho công dân thì cái này thì tôi nghĩ rằng là không chỉ Việt Nam mà nhiều ngành khác cũng nên các đại sứ quán cũng nên làm thế nào để thuận tiện nhất chứ không thì một số nước nó không thích chúng ta thì nó lại gây khó dễ đúng không vậy mình phải làm thế nào để cho mà ngay cả bọn họ không thích nhưng vẫn phải chấp nhận à, thế nó mới hay thế nó mới sẵn phẳng cho nên sớm hay muộn thì tôi nghĩ rằng là hộ chiếu mới của chúng ta là sẽ được cái đặt giật tờ sẽ sửa hộ chiếu và thêm cái nơi sinh vào thế là hết hết cách nói đúng không ạ có gì đâu mà phải giấu à, đúng không? nhưng cái thông tin hay hơn chấn động hơn thì đó chính là cái việc mà và gọi là điều tra vụ giao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân thì từ nguồn bộ giáo dục cái vụ điều tra này sẽ rất là hay và tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm trong việc đó. Và tại sao lại có thông tin này thì chúng ta hãy nghe lời của giải đáp của ông Tô Lâm này. Bộ Công an đang điều tra đối tượng giao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân lấy nguồn gốc từ Bộ Giáo dục. Đại tướng Tô Lâm thông tin trong khi mà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Và thực trạng là lộ lọt dữ liệu cá nhân ở nước ta thì rất đáng báo động, đó là điều Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm cảnh báo khi trả lời chất vấn về câu hỏi này tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10 tháng 18. Và đặt câu hỏi này cho Bộ trưởng thì đó chính là đại biểu siêu hương của Gia Lai muốn nghe giải pháp về bảo vệ thông tin cá nhân mà Bộ Công an triển khai. Và theo đại tướng Tô Lâm thì lộ lọt dữ liệu của ta là rất đáng báo động trong khi mà hành lang pháp lý thì chưa hoàn thiện, ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân thì chưa cao. Và để hạn chế tình trạng này thì Bộ Công an đã xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân. Song việc này còn khó khăn. Bộ Công an thì cũng đã trình chính phủ để ban hành cái nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng đã trải qua 10 lần trình rồi và hiện nay thì đang hoàn thiện theo Bộ trưởng Tô Lâm nói. Và lộ trình đến 2024 thì Bộ Công an dự kiến nghiên cứu tham mưu cho chính phủ trình quốc hội để ban hành cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và trên thế giới thì rất nhiều nước đã có luật nhưng chúng ta hiện nay thì mới trong khuôn khổ cao nhất là ở cái hướng dẫn ở trong luật an ninh mạng và. và bên cạnh giải pháp tăng cường tuyên truyền vân thì là làm cái điều này thực tế xin tư với các bác rằng là việc mà dữ liệu cá nhân là những cái thông tin có thể nói rằng là nhiều người không để ý ấy, nhưng chúng ta phải bảo vệ dữ liệu nhiều bác trong cái vụ drama phương hằng đấy thì bảo rằng là anh anh chân thành anh ấy gạch vàng gạch, gạch xanh cái đó đi ấy thì đấy là cái phần dữ liệu cá nhân của người ta của những người mà chuyển tiền thì bây giờ mà mình lại thêm cái đó vào nữa không không che cái đó vào nữa thì anh trấn thành anh chết chắc và kéo rằng anh ấy bị lộ lọt đó các bác nào nhớ cái vụ đó không cho nên sau cây đưa ra thì sau cây đưa ra những cái thông tin vừa đủ để giải đáp nhưng còn cái gì cần bảo vệ là cần bảo vệ đúng không ạ? thì đó là cái mà các bác có thể nhìn thấy vì về, về dữ liệu cá nhân nhiều bác thấy rằng là khi mà tôi đưa những cái thông tin lên ấy một vài cái tin nhắn một vài cái gì đó ở trên trang Facebook của mình ấy thì tôi đều che đi cái phần tên uh, che đi cái phần tên hoặc tôi xem cái hoàn hình thế nào để mà mọi người không nhìn được bởi vì cái này là tôi phải bảo vệ bảo vệ cái người gửi cho tôi mình không thể nào mình đưa những cái thông tin đó lên mà bô bô, bô bà la được đúng không ạ? Thế rồi là thông tin của mình cũng thế nhiều bác bảo rằng là đưa số điện thoại lên đi đưa số đưa, đưa, đưa địa chỉ nhà lên đi vân vân cái thứ tôi chỉ nói là tôi ở khu thôi và nhiều người dân ở đó đã biết anh nào quan tâm thì thực sự biết muốn biết thì sẽ biết được còn anh nào mà không muốn quan tâm thì thì bắt đưa lên các anh bắt đầu rằng là spam tôi hoặc là bêu diếu rồi vân vân các thứ các kiểu lỡ sau tôi bán nhà thì cái người chủ đằng sau để chịu trách nhiệm chắc là bị bị làm phiền chắc hay là đưa số điện thoại tôi lên một cái là y như rằng là các anh chị là sẽ spam tin nhắn kiểu spam kiểu tấn công số điện thoại như kiểu là anh nhâm hoàng khang anh ấy tấn công tôi đấy đó thế thì vấn đề dữ liệu cá nhân nó còn bị trục lợi ở chỗ này trục lợi ở chỗ này và người ta giao bán những việc đó đi người ta làm giả một số cái thông tin đi người ta học hành cái đi và sau đó rằng là người ta có những cái thẻ như nào và đây là cái tình trạng có thể nói uh, rất nguy hiểm một người nào đó gọi điện cho các bác Bảo rằng là alo uh, anh à uh, xin chào anh có phải rằng là số minh chứng minh thư như thế này anh đang cư trú tại đây như thế này anh có một hai con gái như thế này uh, vâng đúng rồi ạ Xin thông báo cho anh biết là tôi từ bộ công an và anh đang bị điều tra về cái tội này, Dựa tiền này. Thế tự dưng là ít nhất là khi người ta nói chính xác cái thông tin của mình thì mình cảm thấy rằng là phải bỏ mẹ, đúng không? Bỏ sư. Thế nào mà lại thành ra thế này? Đó. Mà nó lại nó lại biết được rằng là cả cơ quan địa chỉ của thứ mình làm, rồi các ngành nghề của mình làm, vân vân Mà mình lại có một tí gọi rằng là mập mờ ở trong đó. Thì lúc này rằng là các bác thấy tình trạng là lừa rồi chuyển tiền vân vân rất nhiều đó một phần là nó thông qua những cái dữ liệu cá nhân này để nó đi lừa đảo cho nên việc lộ lọt dữ liệu cá nhân ấy, là một cái việc mà có thể nói rằng là rất nguy hiểm rất nguy hiểm nhiều bác tôi thấy cảm thấy rằng là rất là ngây thơ khi mà chụp những cái chứng minh thư hay là chụp những cái văn bản vân vân của mình mà để lộ lọt ở trên những trang Facebook cá nhân thì đó là cái điều không ổn. Thế nhưng 30 triệu dữ liệu cá nhân này thì các bác tưởng tượng rằng là nó gây ảnh hưởng thế nào và ai phải chịu trách nhiệm cho việc đó mà nguồn lộ lọt dữ liệu cá nhân thì từ nguồn của bộ giáo dục bộ công an đang điều tra vậy thì cái việc quản lý dữ liệu quản lý như thế nào và cái việc này có phải rằng là là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không đúng không thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không ở mỹ thì trước đây đã bắt một cái hacker người việt nam rất giỏi và sau khoảng mấy năm ngồi tù, thì anh đã được về Việt Nam, người đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ giao bán những dữ liệu cá nhân của của người Mỹ và đã bị Mỹ bắt. thì anh hacker này thì sau này sẽ trả giá xong rồi và trở thành một người nổi tiếng, à, trở thành một hacker mũ trắng. bây giờ hiện tại thì đang là một người hacker mũ trắng và đóng góp công sức chống lại cái việc mà tin giả hay là chống lại cái việc mà dữ liệu cá nhân giả vân vân lừa đảo trên mạng đó. thì các bác có thể thấy rằng là dữ liệu cá nhân là một cái nguồn tài nguyên và giao bán thì có thể nói rằng là có hàng triệu hàng triệu người cần mua Đó. và 30 triệu dữ liệu cá nhân này thì xin thưa các bác rằng rất khủng khiếp thì tôi đã không hiểu rằng dữ liệu cá nhân này thì có những cái dữ liệu gì có những cái dữ liệu gì và có trang là cũng nên cảnh báo với những cái người mà bị lộ lọt như thế thì họ như là mình cảnh báo mình tuyên truyền cho họ để nói rằng là nếu như có một cái người nào mà gọi gọi điện vân vân hoặc là mang tính lừa đảo thì phải hết sức cẩn trọng với cái việc đó và bộ giáo dục cũng phải làm rõ trách nhiệm của những người đã làm lộ lọt cái dữ liệu này và xử lý cho đàng hoàng bởi vì cái này gây hậu quả rất nghiêm trọng xin thưa các bác ạ, à. rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng và tôi tin rằng đây là một cái vụ án có thể nói rằng là rất là chấn động cho nên việc bảo vệ cá nhân hay thì cá nhân thông tin cá nhân là các bác phải hết sức cẩn trọng trong cái việc đó thật sự là như thế không là kẻ gian sẽ trục lợi hoặc rằng là tự dưng các bác sẽ thấy rằng là một ngày đẹp trời mình vướng mắc vào khoản nợ tự dưng đi vay tiền tự dưng đi vay tiền thế là đến ngân hàng vay tiền thì phải bảo rằng là à anh ở trong CIC nhóm năm rồi theo hóa ra có một kẻ đã mạo danh mình đi vay tiền mà cái việc chứng minh rất là khó rất là khó vì khéo rằng là người ta dùng thẻ của các bác để thông tin các bác đăng ký một cái tài khoản ngân hàng đi vay tiền thẻ tiến dụng vân vân gì đó cho nên cần phải siết chặt ở cái chỗ này nhưng mà siết chặt để mà bảo vệ dữ liệu cá nhân ấy thì các tại sao mà bộ trưởng tô lâm nói rằng là 10 lần trình lên thì không ổn bởi vì là có nhiều cái nó sẽ rất dễ bị lợi dụng để mà nó quy vào cái tội nhân quyền đó mình bảo vệ người dân nhưng lại bị dễ bị quy vào cái tội nhà nhân quyền cho nên tại sao phải làm rất cẩn trọng và vì như vậy cái này là các bác thông cảm được không cảm được này các bác và có lẽ các đội an ninh mạng á, thì cũng tăng cường thêm những nghiệp vụ điều tra của mình và chúng ta cũng nên tuyển thêm và đào tạo thêm nhiều an ninh mạng để mà đi điều tra những cái vụ án có thể nói rất phức tạp như hiện nay Đúng không? à, tôi tin rằng đây là một cái vụ án rất rất gọi rằng là nó sẽ là một cái dấu mốc một uh, để bước chuyển của cái tội phạm từ offline thành online à để cho thấy rằng là chúng ta chúng nó không từ thủ đoạn nào và đa phần những tội phạm kiểu này là thường còn rất trẻ cảm ơn tất cả các bác cảm ơn tất cả mọi người chúc các bác một buổi chiều tốt lành